tại huyện Lệ Thủy cùng với lực lượng tăng cường của tỉnh, ban chỉ huy quân sự huyện Lệ Thủy đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ, dân quân hỗ trợ và tổng dọn vệ sinh môi trường cho 19 trường học, 700 y tế xã, nhà ở của 50 hộ dân, 50 km đường liên thôn liên xã trên địa bàn. Đồng thời phối hợp tu sửa trang trồng gần 100 nhà dân ở vùng sâu vùng xa, gia đình chính sách neo đơn. Đoàn kinh tế quốc phòng 79 binh đoàn 15 vừa thăm hỏi và trao 112 xuất quà cho người dân tại ba xã miền núi Kim Thủy, Lâm Thủy, Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua. Mỗi xuất quà trị giá 300 000 đồng gồm các loại nhu yếu phẩm cần thiết như mì tôm, nước mắm, dầu ăn, gộp phần động viên các gia đình với bất khổ khăn sau thiên tai và thể hiện sự quan tâm đồng hành của lực lượng quân đội đối với nhân dân lãnh đạo huyện quảng ninh vừa đến thăm hỏi tặng qua đồng viên một số đơn vị bộ đội đang làm nhiệm vụ hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ trên địa bàn. tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện quảng ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần sung kích tình nguyện vì dân phục vụ của cản bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên đã không quản ngại khó khăn giúp đỡ nhân dân sửa bộ định cuộc sống. huyện quảng ninh đã trích kinh phí thư quý kiểu trợ để hỗ trợ hai đơn vị bộ đội nhằm đồng viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ được giao.